Vâng, xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh mô hình xe Car Shop. Và em là Trọng Lâm. Thì hôm nay thì em Trọng sẽ lên một video ngắn để so sánh hai cái mẫu xe Porsche Taycan Turbo S. Một mẫu là của Bburago và một mẫu là của Welly. Thì sơ qua về hai cái thương hiệu Bburago và Welly thì đều là những cái thương hiệu mô hình xe tầm trung, chủ yếu sản xuất các dòng ô tô cũng như là mô tô tỷ lệ 1/24, 1/18, còn mô tô thì nó cũng 1/12, 1/18. Thì Bburago thì anh em cũng đã biết là một thương hiệu sản xuất mô hình xe có nguồn gốc từ nước Ý và được Maito mua lại vào năm 2005 sau khi bị rơi mất bản quyền Ferrari, vì Bburago là đầu tiên là một thương hiệu chuyên sản xuất mô hình Ferrari. Và đến năm 2014 thì đã xin lại được bản quyền và sản xuất cho đến nay chủ yếu là các tỷ lệ mô hình từ 1/64 đến 1/18. Còn Welly thì là một thương hiệu mô hình xe cũng tầm trung, phân phối các khá là nhiều đa dạng các mẫu mô hình xe và có độ hoàn thiện cũng như là các chi tiết thì tương đối là tốt. Welly thì được thành lập năm 1980, có nguồn gốc từ Hồng Kông. Và hai mẫu xe so sánh ngày hôm nay thì em Trọng sẽ so sánh hai mẫu Porsche Taycan Turbo S cùng tỷ lệ 1/24. Thì để mà so sánh nhanh thì khi mà trước đây thì bên em đã bán rất là nhiều các mẫu Turbo S, rất là nhiều các mẫu Taycan tỷ lệ 1/24 của Welly. Khi mà mẫu Porsche Taycan Turbo S của Bburago về thì với chất lượng cũng như độ hoàn thiện là cực kỳ tốt, thì em nghĩ là Welly cũng phải dè chừng so với Bburago. Và có một cái điểm không biết anh em có nhận thấy không, là gần đây thì Bburago có vẻ như tập trung khá nhiều vào những cái phân khúc tỷ lệ 1/24, những cái chiếc xe dạo gần đây có độ hoàn thiện càng ngày càng tốt. Để so hai chiếc với nhau thì đầu tiên là về giá tiền. Giá tiền thì hai mẫu này đều có cái mức giá dao động trong khoảng 400.000. Về giá tiền thì hai mẫu được đánh giá là ngang nhau. Còn về độ hoàn thiện cũng như độ chi tiết thì chiếc Porsche Taycan Turbo S của Bburago có vẻ như là nhỉnh hơn chiếc Porsche Taycan S của Welly. Kể đến đầu tiên đó là về phần mở cửa open thì chiếc của Bburago thì được mở hai cửa và cửa thì phun kính, còn và mở capo và cốp, còn chiếc của Welly thì chỉ mở hai cửa, cửa không có kính và capo. Đó là một điểm khác biệt lớn nhất. Tiếp theo đó là về phần độ hoàn thiện cũng như độ chi tiết. Độ hoàn thiện thì em đánh giá hai mẫu có độ hoàn thiện khá là đều nhau, đều có độ hoàn thiện khá là tốt. Mặc dù vậy thì chiếc của Bburago sẽ thiên về chi tiết hơn, những cái chi tiết nhỏ như phần logo ở đây Bburago sẽ làm tốt hơn, khá là sáng nét. Còn đây là chiếc của Welly, mờ hơn và nhỏ hơn. Về nước sơn thì nước sơn của Bburago em cũng đánh giá Bburago tốt hơn, dày hơn và sắc nét hơn. Còn chiếc của Welly thì nước sơn trắng hơn, còn của Bburago thì nước sơn trong ở ngoài thì trong sậm màu hơn một chút. Cụm đèn thì cũng rất là khác nhau. Cụm đèn để lấy nét lại. Cụm đèn của Bburago thì cũng được làm đẹp hơn của Welly. Cản trước thì cũng được làm chi tiết hơn. Bburago làm chi tiết hơn của Welly. Phần đẹp cửa này thì của Bburago cũng chi tiết hơn, của Welly thì không có. Về phần đuôi xe, thì 19110 ở Bburago thì bo tròn hơn, còn của Welly thì vát cạnh hơn. Cụm đèn của hai mẫu thì khá đẹp, nhưng mà em vẫn đánh giá cao của chiếc Bburago hơn. Về phần cản sau thì hai chiếc đều đẹp. Có điều là chiếc Taycan của Bburago thì có phần biển số ghi chữ Taycan, còn Welly thì không. Vâng, tổng kết lại thì đây là hai hãng xe có cái độ hoàn thiện cũng như là chi tiết thì tương đối tốt. Nhưng mà để so sánh hai cái mẫu Porsche Taycan Turbo S của Welly và Bburago thì Bburago sẽ nhỉnh hơn tương đối nhiều. Với mức giá bằng nhau thì chắc chắn anh em đã biết cái sự lựa chọn cho mình rồi đúng không? Vâng, bây giờ thì em xin phép tạm dừng video tại đây. Nếu anh em có bất kỳ cái thắc mắc hoặc là câu hỏi nào thì đừng ngại để lại dưới phần comment nha. Thì bên em sẽ trao đổi cũng như là trả lời anh em. Còn bây giờ thì em xin phép tạm dừng video và hẹn anh em ở một video sau. Xin chào anh em.